Ai mua ngan, Kính chào quý vị mua và các gà bạn. vịt giống đây? Chào tất cả các bác đi bán hàng rong. Anh em có nhu cầu mua âm ly và loa đi bán hàng rong phải liên hệ số điện thoại Ai của mua em là ngan, 0976 mua gà vịt giống 7992. Anh đây? em chuyên cung cấp âm ly, chế lo phóng, lo 10, lo 15 chuyên dụng Ai mua cho anh ngan, em đi bán hàng rong. mua gà vịt Đây giống là sản phẩm đây? bên em này. Đây là âm ly này. Âm ly này là có tác dụng chuyên dụng đi bán hàng Ai rong, mua kể ngan, cả anh em nào mua cuối kỳ gà em thì vịt anh em bán giống hàng rong được. đây? Thì cái âm ly này là do bên em tự lắp ráp 100%. Đấy. Vỏ hộp này, Ai mua ống nghe nhá. ngan, Vỏ hộp mua ống nghe gà hoàn vịt thiện nhất này. giống đây? Đấy, anh em có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại của em, bên em để chiếc hàng trong Bắc trên toàn quốc nha. Thì đằng sau máy này, em giới thiệu Ai mua đầu tiên là đằng ngan, sau máy này, để mua đằng sau gà này vịt giống em sẽ đây? đánh dấu được thử lo này. Để các bác là đấu dây lo như nào cũng được này. Bây giờ em đấu luôn nhá. Cộng trừ là cộng trừ Ai mua đĩa quy nhá. ngan, mua Đĩa quy gà này các vịt bạn. giống Đĩa đây? quy trừ đĩa quy, cộng cộng đĩa quy. Mà đằng trước của máy là công tắc tắt mở này. Ai mua Bật ngan, lên là mở mà bật mua xuống là gà tắt. vịt giống đây? Ba nút thiên áp này. Nút nút đầu tiên từ bên phải sang á là đầu tiên là nút vôn này. Ai Đấy, mua tắt này, ngan, chết này. mua gà vịt Trên này giống đây? có nút tạm dừng này, lách bài, lách tiến, lùi này. Và đặc biệt là có thể chạy được Ai qua mua bên mặt tiền ngan, nhớ trực tiếp. mua Bây gà giờ vịt đấu giống em sẽ đây? cắm tiền nhớ trực tiếp cho bác nha. Các bác chỉ cần dùng, không cần máy áo, chỉ Ai mua bóp cắm ngan, một mua gà vịt giống đây? trực tiếp trên Ai dây mua lo luôn. ngan, mua gà vịt giống đây? Đây là lút lút luôn máy luôn nha. Thì em đấu này, đầu tiên các bác đấu lên xe thì các bác đấu là loa trước nha, Ai mua ngan, cho mua đấu gà đấu vịt đấu loa giống trước. đây? Hai dây loa các bác đấu lên nào cũng được. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây? Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây? Bật lên đây loa trước nha. Ai mua ngan, mua gà vịt Và giống loa thứ hai nha, đây? bên em có hai loại loa, loa 10 và loa 15. Loa Việt Nam thôi nha. Ai mua Ba nút các bác ngan, đấu bình nha. mua gà Bình đầu vịt tiên bình đầu giống tiên là chuẩn cho đây? bác này. Cái âm ly này có thể chạy bình ô tô hoặc xe máy, xe đạp điện chạy được hết. Thì Ai mua bình này, ngan, đây là dấu cộng mua đĩa quy gà này, vịt giống cộng đĩa quy đây? này, đây là trừ đĩa quy này. Thì các bác cứ câu cộng cộng đĩa quy này. Đấy. Và dấu trừ Ai trừ mua đĩa quy. ngan, mua gà vịt giống đây? Đấy. Xong chưa? Ok chưa? Ai Cộng mua đĩa quy này, ngan, mua trừ đĩa quy gà này, vịt giống đây? loa. Bây giờ em mở này. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây? 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 Chó bán đi, chó
Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại của em là 0976 149112 nhá. Bên em chiết hàng cho. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. 3 tháng cho anh em. Bảo hành 3 tháng các bác nhá. Chúa bán đi. Máy rất là chuẩn nha. Rất chuẩn. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. Ô tô, xe máy hay là kể cả đấu lên trên đặc biệt cũng được các bác nhá. Các bác cứ cầu bình 12V là được. Vâng nhá. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. Rồi bên em tự lắp ráp 100% có thể bảo hành cho các bác, ok nhá. Âm thanh rất chuẩn nha. Bác có nhu cầu ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. Giao sẵn cho bác luôn. Đấy. Mà máy này là một mẫu, quản loa là bên em có hai mẫu. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. 10W thì ví dụ các bác đi xe máy cũng có thể các bác dùng 10 cũng được. Nhưng đặc biệt các bác đi xe máy. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. Các bác đi ô tô thì nên lấy loa 15. Thì ví dụ rất giống như là loa cung cấp bán vôi á. Thì ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. Làng bán hoặc là trong làng hoặc phố thì bác lên đi 10 thôi. Vì hắn cũng nói to ngang nhau thôi. Nó 10 hắn gọn hơn. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. Ở trên thị trường âm ly chế thì rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt cái mẫu âm ly chế bên em làm rất là chuẩn. Hàng tuyệt đối là chuẩn 100%. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. Bác có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại của em nha. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. Đấy, em đấu sẵn đây này, các bác chỉ cứ bật công tắc là ok chứ. Đấy, lò bắt đầu làm được. Chúa bán đi. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. Ai bán chó đi. Đây là lùi bài này này. Chúa bán đi. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. Ai bán chó nào. Máy rất là đẹp nha các bác nhá. Ai bán chó đi. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. Ai bán chó nào. Ai bán chó đi. Ai bán chó nào. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây. Vậy video hôm nay em tạm thời làm đến đây. Xin chào và tạm biệt các bác nhá. Ai mua ngan, mua gà vịt giống đây.